Chào các bác nhá. Nay em test cho bác một con máy đầu 63. Bác tham khảo nhé. Con này của Saab này. Màu như là màu độc quyền luôn. Thì vệ sinh trong máy ở ngoài này thì chưa có vệ sinh. Bác phải vệ sinh ở chỗ này, dán tem vào. Này là cái màu vân gỗ này. Đấy. Màu đen luôn, là nguyên bản nhá, không phải sơn nhá. Bác nhìn kỹ này, tem nó dán phía ngoài. Dàn nó dàn to khủng lồ luôn. Máy đang chạy nhá. Vỏ ngoài còn rất là mới. Máy chạy 9.6. Con này phòng cho 30 m², phòng khách thì bao các bác xài luôn nhá. Dàn đằng sau còn rất là đẹp, dàn nóng này. Đây là điều khiển của nó. Con này sản xuất vào năm 2008. Nó có hiển thị nhiệt độ của trong phòng lên. Đây là ở ngoài trời, nó nhận ra từ ngoài trời nhiệt độ lên 31 độ. Còn ở trong phòng này thì nó khác. Có hiển thị. Siêu to, siêu động.